vì tâm luôn chấp ngã nên ta mãi trầm luân. Rằng cuộc đời là mộng huyễn, duyên hợp rồi lại tan, thế gian là cõi tạm, niết bàn về với ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bậc Đại Đức Giảng Sư, kính thưa tất cả những người con trai, những người con gái ngoan của Đức Phật nói chung và những người hành giả dễ mến thân thương của tu viện Tường Vân nói riêng. A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý Phật tử, mỗi khóa tu chúng ta trở về đây tu tập mỗi ngày mỗi đông hơn, mà như khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân lần 16, quý vị đã trở về đây với tinh thần rất là hoan hỷ, và quý vị đã được nghe chư tôn đức giảng dạy Phật pháp. Và điều đặc biệt dành những tình cảm ưu ái đó là thầy của chúng ta mà hiện diện trên pháp tòa, đó là Đại Đức Thích Phước Tiến, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Thưa tất cả quý vị Phật tử, trước khi buổi pháp thoại, trong khi buổi pháp thoại và sau khi buổi pháp thoại, quý vị đều nhận được nụ cười ở Đại Đức trưởng ban tổ chức. Có thể những nụ cười này
tạo nên âm hưởng giải thoát. Mong rằng quý vị sẽ giữ mãi nụ cười này để tu tập trở về trên cõi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, giờ đây đại chúng của chúng con đã trang nghiêm yên lặng, cùng thỉnh thầy bắt đầu buổi pháp thoại cho hạng Phật tử chúng con được ăn triêm pháp lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả pháp tu một ngày an lạc, thì lời đầu tiên thầy chúc mừng các vị đi gần trọn một con đường của ngày phá tu an lạc hôm nay, chúc các vị thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Thầy Thiện Phổ thầy há khí lố giờ luôn, thầy quên. Xin thưa với các vị, hôm nay tôi đến với các vị trong pháp hội một cái bài giảng mà thật sự nó là một cái điều phản ánh trong thời gian qua xã hội của chúng ta, nhất là những cái vấn đề đối với xung quanh những người có vai trò, có địa vị và thành đạt, thậm chí những người nổi tiếng trong xã hội. Họ phải chịu rất nhiều áp lực, dư luận của xã hội và nhiều mặt khác. Vì vậy để chia sẻ với chúng ta, để chúng ta là người con Phật, chúng ta học Phật, chúng ta có cảm giác nhìn nhận hơn về điều này như thế nào, để giúp cho chúng ta có một cái nhẹ nhàng hơn trong quan điểm của chúng ta, tương đối thoải mái để đánh giá một vấn đề tốt hơn. Thầy xin chia sẻ với các vị với một cái bài giảng vừa xã hội mà cũng là vừa có quan niệm Phật học ở trong đây. Đó là bài giảng là Cái Giá Của Người Nổi Tiếng. A Di Đà Phật. Cái này đối với chúng ta là không có lạ, đúng không? Ở trong đạo tràng này các vị có thích nổi tiếng không? Hả? Thật lòng đi, có ai thích nổi tiếng không? Hả? Nói không là nói dối. Chưa có lý do để nổi tiếng chứ không phải là không thích. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này ai cũng ham thích mình nổi tiếng cả. Cho dù được lộ liễu ra bên ngoài, hay là được biểu hiện qua hành động, qua ngôn ngữ, hoặc là biểu hiện ra một vài cái tế nhị, hoặc là nuôi ở trong lòng những ước mơ. Nếu không ham thích nổi tiếng trên cuộc đời này không có người nổ để làm gì đâu. Tại sao người ta phải nổ? Hả? Đúng rồi. Để được qua thiên hạ quan lên rằng mình như thế, cho nên mình mới nổ. Hả? Chứ nếu mà không có muốn được nổi tiếng, không được mọi người quan lên, nổ để làm gì? Hả? Cho nên các vị biết rằng cái ước mơ có thể biểu hiện ra bên ngoài, có thể là nuôi ở bên trong. Nhưng tất cả chúng ta đều có những cái khát vọng về sự nổi tiếng, nhỏ hẹp hay là lớn rộng, hay một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều phải có. Vì sao chúng ta lại mong muốn nổi tiếng? Bởi vì chúng ta, một là chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta thấy được những người khác. Hai là tại tự bản ngã của con người mình có nhiều cái khát vọng để được dung bồi cho bản ngã của chính chúng ta. Vì một người được nổi tiếng thì sao? Được nhiều người biết đến, không? Được nổi tiếng thì chúng ta đi đâu cũng nghe cái tên gọi của mình. Để được nổi tiếng, người ta còn có nhiều quyền lợi khác nhau trong cuộc sống. Để được nổi tiếng, người ta sẽ có được nhiều người nghênh đón người ta. Để được nổi tiếng, người ta sẽ thành danh phát đạt. Để được nổi tiếng, người ta được thoa dịu bản ngã. Tất cả những cái này nó là động cơ để làm cho những con người của chúng ta có khát vọng, ước mơ về xu hướng này. Xin thưa các vị, không phải đợi các vị lớn tuổi, cao niên, hoặc là các vị ở độ tuổi trưởng thành như thế này, các vị mới có ham thích hay là khát vọng về điều đó. Có thể là chúng ta không có đủ năng lực để chúng ta có thể vượt qua để thành công, hay là để được nổi tiếng, thì chúng ta chôn vùi những ước mơ của mình, cho nên mình chấp nhận sự thật. Nhưng mà chúng ta có cơ hội, hoặc có khả năng, hoặc có điều kiện, thì chắc gì chúng ta có thể sống khép mình bằng một cái người bình thường như thế. Cũng khó lắm. Cái điều này nó có ở trong con người chúng ta từ thuở bé lận. Ở đây ai cũng có nuôi con, đúng không?
Khi mà con các vị còn rất bé, 7-8 tháng tuổi, thậm chí tôi cho từ 1 tuổi trở lại ha. Mà tôi nghĩ 1 tuổi là đã lớn lắm rồi đó. Có thể là 7-8-9 tháng cái biểu hiện này nó đã có rồi. Ví dụ bây giờ á, tôi nghĩ độ tuổi còn nhỏ như vậy, nó chưa phân biệt được cái ngôn ngữ nhiều đâu. Giữa cái khen chê được mất gì đó, nó không có phân biệt nhiều. Nhưng mà chúng ta thử có một đứa con chúng ta làm vậy: chết dầm mày đi ngang, hôm nay má không có cưng nữa đâu ngang. Mình nói là mình nói yêu, chứ mình có ghét không? Có chết dầm nó thiệt không? Mình nói này chó con kia gì đó nọ, mình nói nó đủ thứ. Bắt đầu nó sao? Bắt đầu nghiếu, đúng phải không? Chúng ta nói nó như vậy mà nó tự thân nó không biết cái cảm giác như thế nào. Bắt đầu nó miếu, nó miếu, bắt đầu nó khóc một cái cách rất là tức tưởi. Các vị có chứng kiến cái này chưa? Nó khóc một cách rất uất ức, rất tức tưởi như thế. Mà trong khi những lời của chúng ta nói mang tính cách giống như là đùa với con mình thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta nói một cái lời con yêu, con ngoan, cục vàng của mẹ, con cưng à, tất cả mọi thứ, thì chúng ta thấy sao? Tự nhiên đứa con nó cười, nó nín liền. Từ cái thở bé mà chưa tròn một tuổi thì nó đã có cái đó rồi các vị. Chứ đừng nói từng tuổi như chúng ta hôm nay. Cho nên cái điều đó nó vô cùng quan trọng. Nó là một cái điều tiềm ẩn trong con người chúng ta, ăn sâu trong huyết quản con người chúng ta, trong tim máu. Nó cùng với chúng ta sinh ra và lớn lên và chết đi, nó cũng vẫn mang theo suốt cuộc đời của chúng ta như vậy. Cho nên chúng ta thấy một đứa con nít mà còn như thế thì đừng nói một người trưởng thành. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn nhỏ, chắc là 4-5 tuổi gì đó, không biết có phải chính xác hay không. Các vị biết thuốc mà thuốc thang, mà thuốc nam hay là thuốc bắc á, một chén như thế này uống dễ hay khó? Vô cùng khó. Đối với người lớn mà còn khó, chứ đừng nói là tuổi con nít như vậy. Các vị biết tôi ngày xưa là bệnh tật rất là triền miên như vậy. Uống thuốc hoài nhưng mà uống thuốc tây á, thì dễ chịu hơn. Thật ra mẹ tôi ngày xưa có những lần tôi bị cán thuốc tây nè, các vị biết không? Tức là cà nát ra như vậy rồi cán tôi, rồi chút vô họng rồi cho tôi uống đại một cái cách tức tưởi như thế đó. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị biết rằng khi mà nhìn một chén thuốc như thế này nó ngán dữ lắm, nhưng mà cả nhà bắt đầu súng lại, các vị biết sao không? Gọi tên tôi: ồ con à, đó, thằng đó, đó nó giỏi nghe, coi nè có ai bằng được nó hay không, coi nè nó bưng chén thuốc vô nó uống cho mà coi. Bắt đầu vỗ tay hoan hên, các vị biết nó đắng tới cả nào. Bắt đầu tự nhiên lúc đó cái bưng chén thuốc uống, mà các vị uống nhăn cái mặt, mà nghe ở bên tai được khen tán thưởng đấy không, uống mà nhăn mặt mà uống vô, uống cho nó hết cái chén như vậy. Các vị biết con người mình từ thở bé nó là như vậy rồi. Được cái khen như vậy, không biết được cái gì mà nó đắng nhăn mặt như thế. Bình thường không uống được, nhưng mà người ta cứ khen đáo, khen để, khen vô này kia, con ngoan, con giỏi, có ai bằng nó không, nó là nhất này kia kia nọ đồ á, là bắt đầu cứ uống vô, uống nhăn mặt nhăn mày mà vẫn uống. Các vị thấy cái này từ thở bé như thế. Các vị biết ớt cay hay ngọt? Cay. Nhưng mà từ 7-8 tuổi muốn chứng tỏ mình là người ăn cay, mình giỏi. Cho nên thấy người ta ăn ớt cũng bắt chước cắn cái đầu của chút xíu cắn chút để thử cho nó cay tới cỡ nào, mà cắn một miếng là đã chịu không nổi rồi. Mà các vị biết cắn vô miếng cái nói: ôi nó giỏi kìa, bữa nay nó ăn ớt được. Rồi các vị biết làm gì? Cắn mạnh vô miếng được. Bắt đầu nước mắt nước mũi bắt đầu nó đỏ lên, nó chảy ra các vị. Mà cay xé cái miệng cái hỏi: cay không con? Không. Trời ơi, nó ngu đến độ như vậy á. Mà ăn ớt là để người ta cay, ăn không cay ăn làm gì, đúng không? Mà mình che giấu là mình sợ, mình nói cay thì nó dở. Vì vậy cay muốn xé miệng luôn á, mà nói không, mà nước mắt nước mũi nó chảy hết trơn. Các vị biết cái đó là cái gì? Những cái muốn được khen tặng,
Những cái muốn được mình nổi tiếng đó, nó từ những cái phạm vi vặt vãnh như thế, cho nên nó mới trở thành những cái lớn lên. Vì vậy cho nên các vị biết, trong xã hội có những người cũng vì những sự nổi tiếng, những sự đam mê, cái sự khen tặng này, mà có người thiếu điều muốn bán mạng cho những cái tiếng khen đó. Tôi nhớ có câu chuyện này, tôi đọc báo, không biết là báo chuyện cười hay là báo sự thật, lâu quá rồi không nhớ một cách chính xác lắm, nhưng mà có câu chuyện thế này. Tức là có một anh chàng này, anh có một người yêu, và khi anh ngỏ lời anh muốn cưới cô nàng này, thì cô nàng này mới nói với anh một câu là: em muốn anh được nổi tiếng, khi anh được nổi tiếng rồi thì chúng ta lúc đó sẽ kết hôn. Anh chàng này ảnh là một người bình thường, là một công dân bình thường. Bây giờ tự nhiên muốn được nổi tiếng, biết sao nổi tiếng giờ. Mà không được nổi tiếng thì không cưới được người yêu của mình làm vợ. Cho nên anh nghĩ hết cách, cuối cùng anh nghĩ ra được một chuyện. Đó là anh ôm mìn để mà anh coi như là tấn công tổng thống. Anh lựa một hôm đó là có cái đoàn xe để đưa tổng thống đi. Anh biết rất rõ anh thực hiện chuyện đó là nhất chính nhì bù. Nhưng bắt đầu anh ta vẫn ôm mìn vô để mà anh ta chặn đoàn xe đó như vậy. Và dĩ nhiên điều đó anh ta sẽ bị các mật vụ, các cảnh sát nó dây bắt anh ta. Không thể nào anh ta thực hiện được thành công về cái chuyện đó. Nhưng mà khi nhà báo và mọi người đến phỏng vấn anh ta, hỏi là vì sao anh phải đi ôm bom đi ám sát tổng thống như vậy, thì anh ta nói là: tôi không có ghét gì tổng thống cả, nhưng mà vì tôi muốn được nổi tiếng thì tôi cưới vợ. Nếu mà tôi ôm bom tôi ám sát tổng thống, tôi biết là không được, nhưng mà biết bao nhiêu nhà báo nó sẽ chụp hình, nó đưa tin và nó đăng tin tôi lên báo, và lúc đó tôi sẽ nổi tiếng, và lúc đó tôi sẽ cưới vợ. Như vậy cái duy nhất của anh ta chỉ được nổi tiếng, mà nổi tiếng một cách mù quáng như vậy, cố tìm ra để cho mình được đăng báo, và đăng báo bằng cách là một cái việc làm nó hết sức là thiếu hiểu biết như vậy. Cho nên ở đây, ngày xưa tôi nhớ tôi đọc trong một tạp chí hay là một tờ báo, không biết là một chuyện thật hay là một chuyện cười, nhưng nó là câu chuyện được nội dung như vậy. Xã hội hôm nay nó không ôm bom đi ám sát tổng thống, nhưng mà một số người muốn nổi tiếng hơi thiếu cái lòng tự trọng mình một chút, đó là tạo ra các xì căng đan để nổi tiếng. Cái này bao nhiêu giới chức, những người đạo đức xã hội, người ta lên tiếng và người ta xem cái này, người ta đánh giá thấp ở trong xã hội rất là nhiều. Có những người muốn nổi tiếng không biết cách nào, phải tự lăng xê mình bằng những cái cách để tạo ra nhiều cái xì căng đan khác, những cái tiếng không hay về mình để đăng tải ở các báo, để đăng tải các nơi, hoặc tạo ra những cái dư luận gì đó để cho mọi người biết đến tên tuổi của mình bằng cách đó. Cho nên nổi tiếng á, nó có cái sức thu hút, như người ta nói là một sự thu hút ma mị, nó lôi cuốn con người. Mà khi con người rơi vào trong đó rồi, không biết rằng phía sau của ánh hào quang đó, nó là những hố sâu một cách vô hình. Tức là sau ánh hào quang của nổi tiếng, nó là những hố sâu vô hình. Người ta nói để được nổi tiếng, người ta phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều cho việc đó. Và hy sinh lớn nhất trong cuộc đời của những người nổi tiếng, đó là sự tự do. Khi là người nổi tiếng, chúng ta không còn được tự do nữa, vì lúc đó chúng ta trở thành người của công chúng. Và khi trở thành người của công chúng thì xu hướng của công chúng là như thế này: chúng ta làm được một cái việc tốt, dù rất nhỏ, công chúng vẫn hoan nghênh và tán thưởng, đưa chúng ta đến tận mây xanh. Nhưng mà ngược lại, chúng ta có một lỗi lầm nhỏ thì chúng ta sẽ bị họ dìm tới với bùn đen. Và vì vậy họ nói cái nổi tiếng là khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục, nó chỉ nằm trong gang tấc. Cho nên vì vậy ở đây có ai đam mê và thích nổi tiếng không? Hả? Tôi nghĩ chắc chắn rằng chúng ta đã cảm thấy rất là nhiều sự chán chê về điều này. Trong xã hội từng xảy ra như vậy. Cho nên các vị biết rằng trong những con người mà muốn yên thân, muốn có cuộc sống bình an, không bao giờ ai tranh danh đoạt lợi vào những cái điều này cả. Khi chúng ta có một cái gì danh phận trong tay,
chúng ta sẽ cảm thấy rất khổ đau, rất khó chịu. Chúng ta muốn biết khó chịu như thế nào, tôi xin chia sẻ với các vị qua một số lời tâm sự của những người mà gọi là được nổi tiếng trong xã hội trong thời gian trước cũng như gần đây. Xin thưa các vị, ở đây ai cũng biết nghệ sĩ ưu tú Kim Cương không? Biết không? Nhất là người miền Tây của chúng ta dường như không ai không biết. Cô tâm sự trong các dòng báo mà tôi đã được đọc, cô nói như thế này, tức là cô nói rất dài, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt một vài ý ở trong các câu nói của cô thôi. Cô nói rằng khi được nổi tiếng cũng rất nhiều cái được, mà cũng mất mát rất nhiều. Cô nói mất mát lớn nhất của con người nổi tiếng đó là sự tự do và bị người ta soi mói về đời tư. Đó là mất mát nhất. Và cô nói thậm chí trong cuộc đời của cô, mười mấy năm liên tục mà đi hát hay là phục vụ nghệ thuật, dường như chẳng mấy khi có thời giờ cho riêng mình, mà nhất là cho gia đình. Thậm chí cho dù có những lần cô muốn khóc với chính bản thân mình vì muốn đi xem phim với gia đình trong một lần cũng vô cùng hiếm hoi để có được nữa. Cho nên đây là lời tâm sự của nghệ sĩ ưu tú Kim Cương. Khi cô nói là như vậy, đó là con người đã từng trải qua những giai đoạn được khán giả và mọi người yêu mến hoan nghênh. Nhưng cô nói cái đó là một sự thật. Bị soi mói đời tư, bị mất tự do, sợ người ta biết đến thế này thế kia để giữ danh tiếng thế này, rồi lại bị đồng nghiệp ganh tị, lại người khác thế này thế kia. Cuộc sống rất là mệt mỏi chứ không phải bình thường. Các vị thấy Tổng thống Obama không? Sướng không? Tổng thống Obama đi chợ mua trái bí là cũng lên báo nữa. Có phải không? Đi ra chợ mua trái bí nó cũng lên báo. Đi vô một cái quán nào đó ngồi ăn nó cũng lên báo. Ngồi đánh banh bông nó cũng lên báo. Thậm chí đi nơi nào đó đông người, cô đó tình cờ đổ chai kem dính cái quần cũng lên báo. Các vị thấy có sướng ít tí nào? Phó thường dân như tôi về sướng không? Tôi mua bí bao nhiêu lần có ai bao giờ lên báo đâu. Có phải vậy không? Ông đi chạy bộ cũng lên báo. Tôi chạy bộ tôi dắp té bao nhiêu lần có ai lên báo chưa? Thậm chí người ta đi ngang người ta dòm người ta cười mũi tôi nữa, chứ đâu có ai bao giờ mà quan trọng gì sự có mặt của tôi đâu. Cho nên mình là một con người bình thường, mình vô cùng thoải mái, mình muốn đi mua bầu, mình mua bí, mình mua, muốn đi uống nước mình đi, thậm chí mình ăn ngủ ngoài đường không có chỗ mình nằm hoài vậy cũng không ai nói nữa. Nhưng mà cậu Obama vậy đó, cái gì cũng vậy hết á. Cho nên á, tôi nói với các vị, đôi khi cái danh phận nó ràng buộc chúng ta, cho nên con người chúng ta sống không phải là chúng ta nữa. Cho nên tôi mới nói với các vị hồi sáng cái lời nói của Võ Tắc Thiên đó, Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một con người như vậy nói lên được cái câu là ta chỉ là ta khi ta tắm, câu này hoàn toàn rất là hay. Khi áo mão phù qua khỏi bên mình, lúc đó bắt đầu chúng ta mới có cái cuộc sống của chính chúng ta và biết lúc đó mình là ai các vị. Còn bằng không, tất cả những thứ phù qua hảo danh này nó làm con người chúng ta điên loạn mất á. Điên loạn mất chẳng phải vừa. Rồi lại có những người cố tình để bảo vệ được danh phận mình thì phải đấm đá, phải đấu xảo, phải tạo ra những cái cớ, rồi thậm chí để cho ngư ông đắc lợi trong những cái chuyện này. Học Phật chúng ta phải để ý những cái này để chúng ta sống bình thản hơn một chút, đồng thời chúng ta cũng nhẹ tay với mặt khách quan về dư luận một chút. Xin thưa các vị, ca sĩ Đan Trường nổi tiếng không? Cũng nổi tiếng đúng không? Một thời nổi tiếng, anh cũng tâm sự mà. Anh tâm sự gì mà báo là 11 năm trời đi hát là 11 năm trời hy sinh. Thậm chí hy sinh cả một tuổi đời thanh xuân cho sự nghiệp nghệ thuật. Trong chuỗi thời gian đó, cái thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng nhiều. Anh nói có những lúc anh muốn bỏ cuộc về sự nghiệp của mình. Thành công cũng có, cái được cũng có và cái mất cũng có. Trong khi bao nhiêu người cùng vui đùa đi chơi, anh phải dùng hết sức lực của mình để tập dượt, để dành thời gian cho việc hát và cống hiến, chứ không dám đi chơi.
Anh nói rằng muốn ăn một bữa ăn ngon ở trong một cái nhà hàng hay là một cái quán nào đó cũng không dám vào. Bởi vì anh nói là nơi đó, nơi nào ăn ngon nơi đó rất là đông người. Vì vậy cuối cùng phải đi tìm những chỗ vắng người mà ăn cho mới dám vô lũi vô mấy cái đó. Anh nói có những khi muốn đi dạo phố, muốn đi mua sắm mà cũng không dám đi. Bởi vì đi ra rồi sợ có những người phải biết mình. Và cái biết đó nó vô cùng khó cho anh. Vì vậy cuối cùng muốn đi ăn cũng trốn mà đi, muốn đi mua sắm cũng lén mà đi, muốn thế này thế kia. Các vị có thấy đây là lời tâm sự? Bởi vì hở một chút là dư luận và mọi thứ khác, và nhất là những người ganh tị, họ tìm cách săn đón và họ soi mói, phát hiện được cái gì là họ muốn giảm giảm uy tín, và họ đánh gục đối phương của mình bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn. Cho nên những con người này cuối cùng phải sống không thật với chính mình, phải sống ôm lại những ước mơ của riêng mình, sống không có một tự do. Để được cái đó, cho nên cái được thì rất nhiều nhưng mà mất cũng rất nhiều. Các vị thấy đây là lời tâm sự. Còn các vị biết rằng chừng mười mấy hai mươi năm về trước, cái bộ phim tương đối nổi tiếng đó là bộ phim ở Việt Nam, đó là bộ phim gì? Bộ phim gì mà Nguyễn Chánh Tính đóng? Hay quá, nói tới diễn viên điện ảnh là ai cũng biết à. Các vị biết là ngày xưa cái bộ phim Dáng Bài Lật Ngựa đó là một trong những bộ phim mà ở Việt Nam xem như là rất là hay. Thôi cũng đã từng được xem bộ phim đó hai lần trong thuở nhỏ của mình. Xin thưa các vị, cái lời tâm sự này của diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tính đây, ông nói rằng khi là một diễn viên nổi tiếng, dường như cuộc sống nó không có bình thường nữa. Ông nói cho dù một người nổi tiếng cũng là con người chứ đâu phải là cái gì khác, nhưng mà họ chỉ khác với mọi người là họ có cái nghề nghiệp gì riêng họ nổi tiếng thôi, chứ họ cũng là con người vậy. Nhưng mà khi là người nổi tiếng, đóng phim không đủ tiền sinh sống, muốn kiếm cái nghề sống kiếm không được. Đi đâu cũng bị người ta soi mói, đi đâu cũng bị người ta theo dõi rình mò, coi nó đi đâu nó làm gì. Anh ta nói như thế. Và anh nói như thế này, khi đi xin công ăn việc làm, nó nói nhẹ đó thì nó nói rằng ủa người nổi tiếng mà cũng đi tìm việc làm như thế này nữa sao. Còn người nặng, ôi nó chỉ là một cái loại á, chỉ thích với sướng ca vô loại thôi chứ làm ăn được cái gì. Cho nên ở đây những lời tâm sự mình nghe như là rất là chua cay, nhưng mà sự thật cái đó là cái lời của đáy lòng của những cái người mà họ từng nổi tiếng như vậy. Cho nên các vị thấy rằng sự thật anh nói điều đó đúng. Ủa người nổi tiếng cũng là con người chứ đâu phải là thần thánh. Mà là con người thì cái đúng và cái sai, hay là cái được cái mất, nó là chuyện đương nhiên của mỗi con người. Thành ra cứ xăm soi hay là đi soi mói một con người cá nhân hoài thì dứt khoát chúng ta cũng phải có những cái cớ để chúng ta nói mà thôi. Xin thưa các vị, sao trong cuộc đời chúng ta tha thứ cho mình nhiều thế, nhưng mà mình lại khắt khe với những người khác quá như vậy, và khắt khe nhất là đối với những người nổi tiếng. Chúng ta mà chỉ trích mỉa mai rồi, chúng ta không tiếc lời, không ngại miệng để chúng ta phun những cái lời độc địa ác ôn, chúng ta phun bằng hết tất cả những cái gì mà trong lòng chúng ta cay cú mà có được, chúng ta sẵn sàng mỉa mai và chỉ trích tất cả những cái điều này. Tại sao chúng ta lại đối với người mà chúng ta làm như thế? Chúng ta là người rất nhiều sai lầm, chúng ta có bao giờ chỉ trích và mỉa mai chúng ta như vậy chưa? Cho nên các vị nhớ xem lại cái bài giảng mà thầy giảng với các vị, cái bài giảng là đừng dễ tha thứ mình. Thầy đã chia sẻ với các vị trong những cái này. Cho nên người xưa người ta từng nói con đường danh lợi công công, người mong ra khỏi người trong bước vào là chỗ này. Có những người khi họ được danh phận, họ thấy rất là khổ đau, họ muốn trốn giữa cuộc đời, họ muốn thoát thân đi, không có muốn đối diện giữa cái cuộc đời này rất là nhiều phiền phức và khổ đau như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng họ phải chấp nhận những điều này. Nhưng mà lỡ mang lên người những cái danh phận như vậy, biết bỏ đâu. Cho nên các vị thấy rằng những cái danh phận này nó ràng buộc con người ta, nó làm cho người ta rất là khổ đau. Cho nên á, một triết gia nói là
những kẻ hèn kém thấy thỏa thích vô cùng khi vạch ra được những lỗi nhỏ của hạng người xuất chúng. Cái câu này người ta nói giống như một sự mỉa mai. Chúng ta không có khả năng, nhưng mà chúng ta có cái điều kiện để chúng ta soi mói người khác, và chúng ta thấy rất tự hào khi chúng ta moi người khác được một cái lỗi nào đó, nhất là hạng người có nổi tiếng, có tiếng tăm, có cống hiến lớn, thì chúng ta rất thích moi tìm những cái kẻ vạch, những cái sơ hở của người ta. Và vì chúng ta quá tầm thường, cho nên chúng ta moi được những cái chuyện gì cho dù bình thường nhất, chúng ta vẫn cảm thấy rằng mình rất là thỏa mãn về điều đó. Bởi vì mình có khả năng để nói được những điều đó, mình có khả năng để bày tỏ được những điều đó về một con người mà người khác yêu mến và kính trọng. Ở đây các vị nên nhớ, đó là cái người mà có tâm địa nó thấp kém về vấn đề đạo đức và khả năng. Nếu người có khả năng cao, người ta sẽ đem cái sức lực của mình ra thi thố tài năng để cùng phấn đấu, cùng phát huy, chứ không ai mà để có thể là đầu óc đem đi mà soi mói ba cái chuyện tầm phào như thế trong cuộc đời. Để đầu óc nặng vào trong những cái đó, chúng ta rất là mệt mỏi. Đầu tư vào chuyện đó để làm gì, trong khi trong cuộc đời còn nhiều việc để làm, còn nhiều việc để cống hiến, nhiều việc để đóng góp, tại sao chúng ta không làm? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nhớ cái việc mà vừa qua của đại sứ du lịch Việt Nam đó là ai? Lý Nhã Kỳ. Khi cô còn là một doanh nghiệp, các vị có thấy ai nói gì cô không? Chả ai nói gì cả. Cuộc sống có bằng thạc sĩ ở nước ngoài, doanh nghiệp, có đời sống giàu sang, thế này thế khác, con người tự thân cũng đẹp đẽ, sống tự do. Vậy mà cuối cùng khi được bầu chọn là một đại sứ du lịch Việt Nam, các vị biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời đã xảy ra với cô. Dồn dập móc ra đủ thứ, moi ra đủ thứ trên cuộc đời, dồn dập và dùng nhiều tiếng xấu. Nhưng mà trong khi mọi sự cố gắng, Lý Nhã Kỳ đã vận động thành công kỳ quan thế giới của Việt Nam, đó là Vịnh Hạ Long. Như vậy thì ở đây người ta khi bầu chọn một con người có khả năng, nhưng mà chúng ta không có khả năng, chúng ta ganh tị. Chúng ta ganh tị bắt đầu chúng ta mới moi móc. Chúng ta thấy như vậy đó. Cái người á, ngày xưa đó là người mẫu gì? Ngọc Trinh, có nhớ không? Khi đi thi Hoa hậu tại ở Cali, ở Mỹ. Khi cái thi Hoa hậu đó là thi Hoa hậu người Việt mà ở nước ngoài. Thì khi mà đi thi như vậy, khi đoạt giải Hoa hậu, các vị biết bao nhiêu lời dèm pha mỉa mai, và biết bao nhiêu chuyện của quá khứ người ta bắt đầu kẻ vạch môi móc và đem ra để nhằm trù dập cái danh dự của con người khác. Cho nên tôi nói thật với các vị, trong cuộc đời đôi khi chúng ta không chết vì một kẻ thù, nhưng mà chúng ta chết vì ai? Vì một người bạn thân đó. Trước khi chúng ta thành danh, chúng ta có danh phận lớn, mà quá khứ chúng ta từng chơi thân với một ai đó, chúng ta có những cái trò chơi rất là bừa bãi, trẻ con hoặc thế này thế khác, tất cả những cái lúc mà chúng ta bạn bè bình thường không bao giờ nó nói, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta lỡ sau này trở thành một người như thủ tướng chẳng hạn, hay là trở thành giám đốc hay địa vị cao, thì tất cả những chuyện hèn mọn, đi ăn cắp, đi bươi móc, đi xào tầm xàm gì chuyện ngày xưa, nó lôi ra nó nói hết. Nó là thằng bạn thân của chúng ta ngày xưa, nó hiểu hết chúng ta, cho nên bây giờ nó lôi ra nó nói. Còn nếu chúng ta là một thằng phó thường dân không ra gì, thì chẳng thèm nó đá động tới chuyện gì. Chuyện đó như là chuyện bình thường của trò chơi trẻ con. Nhưng mà có danh phận rồi, không còn trò chơi trẻ con nữa, mà nó trở thành một tiền đề lớn trong cuộc đời của chúng ta đó. Cho nên các vị nhớ kỹ, khi cuộc sống của chúng ta chơi bạn bình thường thì thôi, khi chúng ta có chồng giàu sang và phú quý, chúng ta sẽ biết rằng những bạn bè của chúng ta mà nó ganh tị một cái, thì nó sẽ tìm cách nó nhắn tin nó thế này thế khác với cái hoàn cảnh của chúng ta đang sống hạnh phúc đó. Những người bạn thân hại chúng ta là phần lớn chứ không ai cả. Cho nên trong cuộc đời phải giữ thân phận. Nếu sau này muốn trở thành một người lãnh đạo, muốn sau này trở thành một con người làm việc lớn trong cuộc đời, thì trong quá khứ cuộc đời phải giữ kẻ cho đến từng người bạn thân một trong cuộc đời của chúng ta. Bằng không, khi chúng ta được, bạn chúng ta không, thì nó sẽ bán rẻ danh dự của chúng ta, hoặc là nó đi bôi nhọ danh dự của chúng ta bằng cách này cách khác. Có những đứa nó đê tiện hơn, nó tống tiền có những người có danh phận bằng những cái quá khứ của bản thân người đó. Các vị nhớ là như vậy.
Cho nên cái này phải để ý, để ý rất kỹ trong cuộc đời của chúng ta. Sống trong cuộc đời đôi khi tới từng tuổi này, chúng ta bị những trò chơi, chúng ta bị trả giá rất đắt về danh phận và cuộc đời của chúng ta, thì đôi khi chúng ta mới tỉnh ra được rằng: trời đất, tôi đã là như vậy, cuộc đời tôi lại rơi vào trường hợp như thế, như thế. Đừng để những điều đáng tiếc trong cuộc đời chúng ta xảy ra. Cho nên trong cuộc đời, một cái người chẳng ra gì thì không ai nói tới đâu. Trong cuộc đời vậy đó, chẳng hạn như Chí Phèo vậy đó, chả ai nói tới cả. Có ai đi ra chửi lộn với Chí Phèo không? Không, các vị đã từng học văn, học lớp 11, 12 gì đó, các vị học tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao, các vị thấy đi, Chí Phèo đi chửi cả một cái làng vũ đại, có ai nói gì không? Anh chửi trời cũng không ai nói, nói chuyện của trời đâu dính dáng gì tới tôi, có phải không? Tới chuyện chửi cả làng vũ đại, nó chửi cả làng này nhưng mà nó trừ tôi ra, thành ra cũng đâu ai thèm nói. Rồi bây giờ nó chửi người sanh ra nó. Ủa thì người sanh ra nó chửi, có thể bà còn sống hoặc bà chết mất tiêu rồi, thì chuyện của má nó chứ đâu phải chuyện của mình. Chửi không ai thèm đấu đá gì anh chứ. Cuối cùng anh làm gì? Tao chửi những thằng nào mà không chửi lại tao. Có vậy không? Đó. Cuối cùng không ai chửi hết. Rồi cuối cùng bây giờ anh lại chửi: tôi chửi những thằng nào không chửi lại tao. Đó. Các vị thấy rồi, cuối cùng mọi người làm sao? Cũng im lặng chứ ai nói gì. Thật ra bởi vì Chí Phèo là anh người không có gì cả. Anh là người chuyên rập mặt ăn dạ. Anh là người á, nói chung không có một danh phận địa vị nào trong xã hội. Cho nên chính vì chỗ đó thiên hạ hoàn toàn làm ngơ trước những lời chửi bới hay lời nói. Nhưng mà thử Chí Phèo là một nhà giàu, thử Chí Phèo là một người có danh phận, thử Chí Phèo là một quan trạng, hay là thử Chí Phèo là một ông quan nào đó trong làng, thử đi rồi biết. Nửa lời như thế thôi, hay là đang nói chuyện với người ta lỡ lời một chút xíu thôi, các vị sẽ biết rằng cái lỡ lời đó nó sẽ tai hại như thế nào, nó sẽ bay khắp xứ như thế nào liền. Còn Chí Phèo nó nói bậy nó bạ từ sáng tới chiều không ai nói gì hết. Chúng ta thấy rất rõ về chuyện đó. Cho nên có một câu chuyện mà tôi nhớ tôi đọc ở tại Mỹ. Có cái anh này thời kỳ anh làm sinh viên, các vị biết không, anh đã từng đi chạy bàn, anh đã từng đi bán báo, anh đã từng đi làm những công việc khác để anh tìm kiếm cái đồng tiền để anh nuôi bản thân, anh học đại học. Khi anh học đại học tốt nghiệp ra trường, sau một thời gian 8 năm anh làm công tác rất tốt và anh là người có tài, cho nên sau 8 năm đó anh được đề nghị làm hiệu trưởng của một cái trường đại học ở Chicago của Mỹ. Và người ta xem rằng một trong những trường mà được danh tiếng nhất của nước Mỹ là trường đó. Mà khi lúc đó anh mới chỉ có 30 tuổi, tức là khi anh tốt nghiệp đại học anh mới 22, và 8 năm đóng góp lúc đó anh được 30 tuổi. Các vị biết khi mà anh để được xướng danh để trở thành một hiệu trưởng của ngôi trường đó, thì các vị biết bao nhiêu lời chỉ trích và mỉa mai. Một cái thằng chạy bàn như thế mà hiệu trưởng cái gì, phải không? Nó một cái thằng ngày xưa chả ra gì, một cái thằng ngày xưa nó là con nít mà bây giờ nó làm hiệu trưởng cái gì, chả có một chút kinh nghiệm. Biết bao nhiêu báo chí và thông tin dồn dập chửi bới lên cái danh phận của anh. Và cái ngày anh được mà đảm nhiệm cái chức vụ đó chính thức thì báo chí chửi bới, và có một người đó là bạn của cha anh mới nói: này bác, tôi thấy hôm nay báo chí chửi con bác rất là nhiều, tôi cũng cảm thấy khó chịu, bác có thấy điều đó không? Thì cái người cha của cái anh hiệu trưởng đó đó mới nói rằng là: tôi biết rất rõ, tôi biết họ chửi rất dữ đó, nhưng mà này, trên cuộc đời không ai đá đồ chó chết làm gì đâu anh ạ. Ông ta trả lời một câu như vậy, có nghĩa là nếu mà anh là kẻ chó chết thì không ai đụng chạm tới đâu. Anh như Chí Phèo vậy cũng không ai đụng đâu. Anh là một cái người không ra gì, anh chết bên đường cũng không ai đá động tới đâu. Cho nên chính cái chỗ có danh thơm, có tiếng tốt, có địa vị, tất cả chúng ta không khéo rồi chúng ta sẽ trả những cái giá đắt này, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Ngày xưa Nguyễn Gia Thiều ông có nói ở trong một cái bài Cung Quán Ngâm Khúc đó, có mấy câu như thế này: gót danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu,
nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê. Cái câu này ông mượn lời của một cái người cung nữ trong cung đình thời đó để tâm sự nguyên cái bài cung quán ngâm khúc rất là dài. Và tôi cảm thấy rằng cái bài cung quán ngâm khúc nó gần giống như cái bài Sám Hồng Trần mà chúng ta từng đọc ở trong các buổi kỳ siêu vậy đó. Những cái câu mà tê tái, những cái câu mà ru hồn, những cái câu mà chán đời, những cái câu này kia, nó y chang như vậy, nó gần giống như bài Sám Hồng Trần. Cho nên ông mới tái tê, ông mới chán ngắt với cuộc đời danh phận địa vị đó. Ông mới nói rằng gót danh lợi bùng pha sắc xám. Cái gót danh lợi này nó chẳng được gì cả, nó là những cái gọi là bẩn nhơ, nó làm mệt mỏi, nó làm đau khổ, quằn quại con người chứ có được gì đâu. Mà tại sao mà phải bâu vô trong nó, phải dính vào trong nó, phải là như vậy. Xin thưa với các vị, tất cả những người nổi tiếng muốn làm được việc trên cuộc đời thì phải tai nghe trọc ruột như làm điếc, bụng dẫu câm gan mỉm miệng cười. Cái câu của Nguyễn Công Trứ là nói từ ngày xưa đã nói như vậy đó. Ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu câm gan miệng mỉm cười. Có nghĩa là trong cuộc đời này nếu muốn làm được việc thì hãy chân mình lại, chấp nhận, bất cần đến những dư luận của xã hội. Cho nên có những khi mà người ta nói là hãy đạp lên dư luận mà đi, là cái câu chỗ này. Tức là nếu chúng ta quá vì những dư luận mà chúng ta chùn bước thì chúng ta tự thất bại đó. Cho nên ở đây dư luận là chuyện của dư luận, việc làm của chúng ta là việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta xác định thấy rằng việc làm của mình đúng lẽ, việc làm của mình hợp cách, việc làm của mình phải, thì cứ nhất quyết mà phải làm, vượt qua hết tất cả mọi thử thách trong cuộc đời, và nhất là búa rìu của dư luận. Cho nên người ta nói một câu danh ngôn: thiên hạ sẽ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Cứ làm đi. Khi chúng ta thành công, đạt đến đỉnh cao, đạt đến đỉnh vinh quang, chúng ta sẽ xóa hết tất cả những lời dư luận bàn phím ở bên ngoài như thế. Đây là điều chúng ta để ý như vậy. Bản thân chúng tôi cũng học đòi được một vài kinh nghiệm của xã hội. Từ khi tôi làm trụ trì ngôi chùa này cho đến bây giờ, về mặt khách quan thì có những điều các vị cũng dành cho tôi những niềm ưu ái, thương mến. Nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng chịu không thấu những vấn đề chỉ trích và mỉa mai. Mặc dù tôi chẳng phải là một người nổi tiếng như thiên hạ, như những doanh nhân khác, những người nổi tiếng tài ba khác, tôi chỉ là một người tu sĩ đóng góp vào xã hội cho cuộc đời bằng lương tâm của một con người học Phật mà thôi. Thật ra đối với tôi, danh tiếng là cái quái gì? Đối với tôi chẳng cần thiết mấy cái đó đâu. Trên cuộc đời này tôi không bao giờ có một ý niệm nào để gọi là ham cái đó cả. Tôi nói thật với các vị ngày hôm nay, những gì có được ngày hôm nay, những gì có được mà các vị dành lòng ưu ái cho tôi, chẳng qua đó là một sự rất tình cờ trong cuộc đời của tôi, chứ không phải là một mục đích, một chiến lược, một cái kỹ thuật gì trong cuộc đời của tôi làm về điều đó cả. Ngày xưa khi tôi làm việc cho Phật Pháp, từ chùa chiền cho đến xã hội, tôi chỉ có một nguyện vọng là tôi là một tu sĩ, tôi ăn cơm đàn na thí chủ, tôi học Phật Pháp từ các bậc thầy, thì phải đem thân này làm đạo để trả ơn cho các bậc thầy, trả ơn đàn na tín thí, trả ơn cha mẹ sinh thành. Cái hoài vọng của tôi là như vậy. Giống như một con tầm, ăn tầm thì phải nhả tơ, đó là chuyện đương nhiên. Tôi không thấy mình quan trọng trong tất cả các việc này. Nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng chắc là tôi cảm thấy thỏa thích và đam mê cái này lắm. Tôi nói thật với các vị, một số người cứ cảm thấy rằng chắc là bây giờ tôi sung sướng ngàn đời, tôi có được đi ra cũng được người biết đến, đi đâu cũng cảm thấy băng đĩa thế này thế kia, chắc là sướng lắm. Tôi không biết sướng cái gì. Hôm nay tôi đâu có mặc 10 bộ đồ một lượt đâu. Tôi đâu có ngủ 4 cái giường một lượt đâu. Tôi đâu có ăn một lần tới 7 mâm đâu. Các vị nên nhớ kỹ, cho dù có đỉnh cao trên trái trời cũng ăn một mâm như thiên hạ. Chưa các vị ăn một khay tôi cũng khay, chứ tôi mấy khay hả? Hồi trưa này tôi ăn mấy cái khay hả? Các vị khay tôi cũng khay vậy thôi hả? Thì các vị mặc một bộ đồ tôi cũng một bộ đồ,
các vị ngủ một chiếc giường tôi cũng chiếc giường, nhưng mà tôi biết rằng chiếc giường của các vị bự gấp 2, gấp 3 lần giường tôi. À, có ai ngủ giường bề ngang 8 tấc ở đây không? Đưa tay lên coi. Hả? Có không? Ờ có được mình cô giỏi, còn ai nữa? Có niệm không? Ờ có niệm, tôi đâu có niệm. Hả? Tôi ngủ 8 tấc mà tôi không có niệm. À. Còn các vị là nào là giường bự rồi mà phải niệm dày nữa chứ. Đó. Như vậy đối với tôi, nếu tôi là một tu sĩ tôi không đóng góp gì hết thì tôi cũng nằm cái giường như thế, tôi cũng ăn khay cơm như vậy, tôi cũng mặc bộ đồ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ đôi khi như vậy nó cần hạnh phúc và khỏe hơn nhiều. Cho nên tôi nghĩ trong cuộc đời làm một con người chẳng dễ tí nào. Tôi hay tự nhủ lòng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Nếu tôi không tự nhủ lòng tôi, chắc là đôi khi tôi cũng nghĩ tôi cũng chán chường và tôi có thể bỏ cuộc một lý do nào đó. Xin thưa với các vị, tôi nói thật, làm một tu sĩ ai mà ước mơ nổi tiếng đó là sai lầm từ trong nguyên tắc của Phật Pháp cho đến sai lầm về mặt xã hội luôn. Nếu là một tu sĩ, tôi gian xin một điều, đừng có ước mơ mình nổi tiếng giùm cho tôi cái. Nếu lỡ làm được việc mà mọi người biết đến nhiều thì cũng tự nhủ lòng, có điều kiện thì đóng góp cho Phật Pháp, cho xã hội nhiều hơn một chút. Còn bằng không thì đóng góp nhỏ gọn lại một chút. Đừng bao giờ có những ước mơ này nuôi ở trong lòng. Một tai họa đối với cuộc đời của chúng ta khi chúng ta quá quan trọng hay là chúng ta đặt mục tiêu cho mình hai chữ nổi tiếng. Tôi xin thật với các vị như vậy. Cho nên á, khi tôi sang Mỹ, một số người á có hỏi tôi, thầy muốn ở lại Mỹ không? Để con làm giấy tờ, con bảo lãnh thầy ở lại tại Mỹ. Tôi nói không, nếu tôi là người đời thì chắc có thể tôi sẽ muốn ở lại Mỹ. Nhưng mà tôi là một tu sĩ thì tôi nghĩ không cần thiết phải ở lại Mỹ để làm gì. Ở đâu cũng thế. Bây giờ ở Việt Nam tôi cũng ăn cọng rau muống luộc chấm nước tương. Qua Mỹ tôi cũng cọng rau luộc chấm nước tương. Chẳng lẽ tôi qua Mỹ tôi ăn được heo quay hả? Hay là tôi làm gì? Thì ở đây tôi cũng chừng ấy, qua Mỹ tôi cũng chừng ấy thôi. Vậy ở đây đãi cho rồi đi, mắc mớ gì phải bôn ba. Đủ duyên thì đi Mỹ làm Phật sự, không đủ duyên thì ở nhà. Đủ duyên thì làm Phật sự rộng, không đủ duyên làm Phật sự hẹp. Con người tu phải như thế này. Cho nên nếu chúng ta mà đam mê danh một cái, chúng ta sẽ chết liền. Bởi vì người bằng mọi cách, mọi ước mơ, mọi khát vọng để cố tìm cho mình được một cái danh thơm tiếng tốt địa vị, thì chính cái đó là cái thất bại của đời tu mình. Bởi vì cái gì các vị có bằng mọi cách để muốn để được thì các vị có sợ mất không? Ai muốn để được thì vô cùng sợ mất. Mà càng sợ mất thì càng khổ đau, càng dễ mất. Các vị nên nhớ là như vậy. Ai làm mọi cách để giữ danh thơm tiếng tốt, danh phận địa vị của mình thì người đó lại càng dễ mất và càng khổ đau. Cho nên người tu phải bình thản với chuyện này. Được thì tôi làm việc rộng, không được thì làm việc hẹp. Không được nữa tôi sống với chính bản thân tôi. Mắc gì mình phải bận tâm với những việc đó. Nếu các vị làm được việc trong nước, ngoài nước và hàng khối người biết đến các vị, các vị được cái gì trên cuộc đời đâu? Các vị chỉ tôi coi coi, nếu là một nhà tu được cái gì? Cũng chừng ấy thôi. Có rộng làm rộng, có hẹp làm hẹp. Mà nếu bây giờ không có gì cả, một người bình thường thì có mất cái gì? Cũng đâu có cái gì để mất đâu, cũng cuộc sống rất bình thường. Cho nên các vị phải thấy được rất rõ ở chỗ này. Khi tu học chúng ta cần phải suy gẫm lại những điều này. Khi các vị được nhiều người biết đến, hay là các vị có một chút tiếng tâm, các vị hãy mất hết thời gian công phu và tu tập của các vị đó, thời gian đọc sách, thời gian tư duy, thời gian trao rèn đạo đức và trí tuệ của mình, nó sẽ bị tụt giảm ngay tức khắc. Ngày xưa mỗi một ngày tôi đọc chừng 20-30 trang sách, thậm chí có thể một quyển sách mỏng tôi đọc hết cả cuốn như vậy. Bây giờ các vị biết một tuần lễ tôi đọc chưa được 10 trang sách. Tôi nói thật với các vị như vậy. Rất tiếc cho cuộc đời của mình. May mắn là mười mấy 20 năm trước từng dồn nén học hành, đầu tư hết tất cả mọi thứ để học tập kinh điển, nó mới có một chút số vốn tư lương nào đó mà ngày hôm nay
cũng chia sẻ với các vị qua những bài pháp thoại. Nếu quá khứ tôi không có miệt mài đèn sách và nghiên cứu học tầm như thế, thì nếu hôm nay với một cái vai trò làm một trụ trì hay là đóng góp vào các công tác hoằng pháp của xã hội, thì tất cả những cái này nó làm không còn một thời gian để chúng ta có thể nâng cao được trình độ tri thức và mọi thứ. Cho nên các vị biết, những cái điều này nó ràng buộc, nó làm cho chúng ta cảm thấy là giảm dần về cái mặt trí tuệ của chúng ta. Về mặt tu tập cũng vậy, khi chúng ta quá nhiều việc, bận quá nhiều thứ, chúng ta sẽ đem thân này, đem đầu này để ra cống hiến bằng chất xám, bằng sức lực này, mà dường như chúng ta ít có thời gian để công phu tu tập như bao nhiêu người bình thường khác. Chính cái này về lâu về dài, cái công năng của chúng ta nó bị mỏi mòn từ từ đi. Mà nếu người không khéo mà ham danh một chút xíu nữa thì cái này lại mất gốc mà theo ngọn. Cho nên không khéo, chúng ta khi có một chút danh phận, chúng ta dễ dàng bị quên mình lắm, bị tiếng khen của quần chúng, bị lời tung hô của quần chúng. Bởi được tất cả mọi người, chúng ta quên đi bản thân của chúng ta, quên đi mục đích ban đầu và lý tưởng của người tu. Cho nên một triết gia nói rằng, quá tập trung về những tiếng khen, những lời tung hô, thì chúng ta sẽ quên đi những mục đích và lý tưởng ban đầu của chính chúng ta. Anh được sinh ra để làm người của chính anh và có cuộc sống của riêng anh, chứ không phải anh được tạo ra từ cái sức ép của xã hội. Ông nói một cái câu này tôi nghe rất là hay và thấm thía. Chúng ta không cố o ép của mình để trở thành cái quan niệm của xã hội. Để được xã hội phải khen tặng thì chúng ta phải o bế bản thân mình như thế nào, phải gán uống mình như thế nào, phải gán ép uổng mình thế nào. Cũng giống như ngày xưa mà được khen cái phải gán ăn cay cho xé miệng gì đó à. Bây giờ được khen cái là phải ra cái dáng này, phải ra cái biểu hiện kia, phải cuộc sống nọ để được người ta khen tặng mình kia. Xin thưa với các vị, làm theo cái miệng của quần chúng, các vị được cái gì? Trong khi chúng ta sống không thật với bản thân chúng ta, chúng ta phải sống lừa dối chính bản thân chúng ta. Chúng ta làm những điều mà mình không muốn, nhưng mà vì cái miệng của xã hội, vì tiếng khen của cuộc đời, phải cố gắng mà ôm vào, mà giữ lấy để được như vậy. Các vị thấy những cái điều này, các vị suy nghĩ lại, nó rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, phải không? Khi chúng ta là những người có được thiên hạ biết đến, hay là hoặc có một chút tiếng tăm, chúng ta dễ dàng kiêu ngạo lắm các vị, phải không? Đôi khi mình đánh mất mình bằng những cái kiêu ngạo, được ai đi đâu cũng người ta khen, cho nên mai này khi ở đâu mà có tiếng chê, dễ chịu hay khó? Vô cùng khó chịu. Đi đâu cũng được bạch thầy, đi đâu cũng được thưa thầy, đi đâu cũng được khen tặng thầy giảng hay quá. Một ngày nào đó người ta nói ông giảng dở muốn chết, nghe cái khó chịu, có phải không? Nghe nó đau xé lòng đó. Cho nên khi mà chúng ta được nhiều tiếng khen thì cái tiếng chê nó trở thành cái khó chịu với chúng ta. Bản ngã chúng ta bắt đầu lừng lên trong những cái đó. Chúng ta tự hào, tự hào là mình là người giỏi, tự hào là mình người có đóng góp lớn, tự hào là mình thế này thế kia, tự hào là mình có danh phận. Rồi khi tự hào nó làm cái gì? Cái tật xấu này nó dẫn đến tật xấu khác. Khi mình tự hào cho nên mình ganh tị, không muốn người khác hơn mình. Nghe một ai khen người khác trước mình chịu đời không có nổi, không có thấu ở lỗ tai. Phải khen tôi chứ không được quyền khen người khác. Người khác lúc nào cũng phải thấp hơn tôi. Trong cái suy tư của chúng ta, những cái phiền não, những cái cố tật, những cái xấu bắt đầu nó leo thang dần dần trong cuộc đời của chúng ta. Mất phước và tổn đức cũng từ cái này à. Bắt đầu mất phước, bắt đầu tổn đức mà không hay. Bởi vì mình cứ cho mình là người đóng góp lớn nè, mình là người có tài nè, mình thấy này thấy kia nè, mà mất phước tổn đức hoài mà không biết. Cuối cùng nó giống như á, là cái núi như thế này mà nó bào mòn ở dưới chân không có hay. Tới chừng nó khi nó bào một lúc nào đó chịu không nổi thì cái núi gì? Cái núi nó sụp xuống. Quy luật trong cuộc đời, tự mình hại mình bằng những ý niệm và bằng những hành động, chứ không có cái cách nào khác hết à. Chúng ta phải để ý rất rõ những cái này như vậy à. Những cái gì mà xung quanh trong cuộc đời của chúng ta, nó là những cái mà để rồi là chúng ta phải cần tư duy, quán chiếu, để ý, để rồi chúng ta tu học. Chứ còn bằng không, tất cả những cái điều này không khéo làm cho chúng ta mất đi phương hướng của chúng ta tu hành.
Cho nên khi chúng ta thấy rằng chúng ta làm được việc nhiều, chúng ta đôi khi chúng ta cáu gắt lên. À, quý hòa thượng từng dạy chúng ta là phiền não giai do ư đa sự, phải không? Phiền não nó có ra từ những chỗ đa sự của chúng ta. Làm nhiều quá, công việc nhiều quá, giải quyết không xuể, mệt mỏi, làm chúng ta phiền não, chán chường đi. Cho nên tôi nói thật với các vị, là một người tu, đừng bao giờ để chữ danh lợi trong đầu giùm tôi một cái. Nếu đã lỡ dương mang hay là những lỡ cái đó có trong đầu thì phải tìm cách sám hối và đào thải ra. Đừng ôm địa vị danh phận trong cuộc đời vào trong mình, bởi vì tất cả những cái đó chúng ta không có một ngày nào sung sướng để được hạnh phúc và thảnh thơi. Đức Phật của chúng ta là một con người danh phận địa vị tột đỉnh, mà Đức Phật còn nói ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương một câu mà vẫn sáng giá cho đến ngày hôm nay: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Câu này Đức Phật nói hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta không đủ khả năng để làm những điều như Đức Phật, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải biết rằng làm chủ lấy tự thân mình như thế nào, kiểm soát bản thân mình như thế nào, để làm sao cho tất cả những cái điều này nó bớt chi phối của chúng ta. Khi con người có danh là có lợi đến, đúng không? Thường thường các vị đi cúng dường, các vị cũng có quan niệm này: người nào các vị kính mến các vị mới cúng, người nào các vị từng thấy đóng góp nhiều có tiếng tăm các vị mới cúng. Cái tâm lý xu hướng chung nó là như vậy. Khi được cúng dường nhiều, đôi khi con người có tiền trong tay lại mất phương hướng với một mục đích của người tu đi. Tuổi trẻ, nhất là những tuổi trẻ vậy nè, bồng bột, nóng nảy và nhiều thứ kiêu hãnh, mà khi có tiền trong tay nữa, bây giờ có danh rồi, có tiền rồi, được mọi người kính, bắt đầu cái chuyện mất phương hướng và mục đích tu hành dễ như trở bàn tay như thế này. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta ở đời cũng như thế, đừng nói là người tu. Sự mất phương hướng của các vị ở đời, ở đây tôi không phải chấp nhận, nhưng mà cũng dễ coi hơn một tu sĩ. Tại vì chúng ta ở đời chúng ta sống theo danh, chúng ta sống theo lợi, chúng ta sống theo tập quán của xã hội nó quen, người ta gọi là cuộc sống thế tục. Nhưng mà nếu là một nhà tu mà nói như thế thì nó lại là khó coi, nó ngược mục đích và lý tưởng của Đức Thích Ca. Cho nên á, khi là tu học, cầm tiền trong tay bao nhiêu đó là tiền, là của tiền, không quá quan trọng về sự có nó bao nhiêu. Nếu người tu để có, để làm đạo nhiều thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng bận lòng. Còn bằng không, cái danh có đó, cái lợi có đó, nó dễ dàng làm chúng ta đánh mất con người của mình. Tôi nói với các vị, đó là những lời tôi trách móc tại chính bản thân chúng tôi. Tôi đã cảm thấy tôi làm được cho xã hội cũng rất nhiều, nhưng bản thân tôi cũng mất rất nhiều. Cho nên có những lúc tôi ước mơ, ước gì tôi trở thành một người bình dân. Một tu sĩ bình thường không gì cả, để có thể tôi đọc sách, tôi ăn cơm mà tôi sống nhẹ nhàng giữa mọi bước thăng trầm của cuộc đời. Và tôi nghĩ nếu một con người như vậy thì tu tập nó sẽ thâm nhập và dễ tiến bộ hơn. Lòng bớt đi ràng buộc, lòng bớt đi bao nhiêu có tiếng trách móc, lòng bớt đi bao nhiêu sự khen tặng. Cho dù khen tặng hay trách móc đều làm con người ta, nếu không khéo sẽ bị chao đảo và điên loạn bởi những cái thứ này, chứ không phải là chuyện bình thường. Tôi nhớ cái lời của một vị tổ đức mà nói trong một câu mà nhớ hoài trong lòng: danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại, tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù, bao nhiêu bay nhảy, bấy nhiêu dại, mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Và thật sự tôi ngu không biết bao nhiêu lần. Các vị thấy, từng thấy tôi làm ngu chưa? Làm ngu không biết bao lần, chỉ vẽ cho người ta cái này cái kia để cho người ta chửi tôi. Có nhớ không? Bị người này phản bội người kia, thế này thế kia, cái chỉ cách để người ta hàn gắn lợi, hàn gắn lợi để người ta tâm sự nhau, đặng để chồng nó chửi tôi. Có phải tôi làm chuyện ngu không? Hàng ngày làm chuyện ngu không? Cứ đi thế này thế kia, ôm mình chịu đựng để thế làm thế này thế kia, rồi cuối cùng cũng bị bao nhiêu thứ. Thật ra như vậy, cái câu quá hay: danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại. Hại mình là gì? Có danh. Không có danh ai mà hại mình?
Mình là như chí phai hội ai hại mình, mình là kẻ phó thường dân vô danh tiểu tốt ai hại mình. À, chi bằng những cái danh thơm, cái tiếng tốt đó, nó dính lên mình một cái đi, rồi bị ganh tị, rồi bị chỉ trích, rồi bị thăm dò, bị mỉa mai. Thật ra với các vị, đối với những cái chuyện đó, một quan niệm ai thì tôi không biết, nhưng mà chính bản thân tôi cảm thấy nó rất là bình thường. Cảm thấy rất là bình thường. Tôi nói thật với các vị, tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng mình hãnh diện và kiêu ngạo với những vấn đề mà mình đang có cả. Tôi tự dặn lòng tôi từng phút giây luôn. Nhưng mà tôi về tôi có vui có. Thỉnh thoảng các vị nói thầy ơi, ở đâu đó cái người đó hung dữ lắm đó, nhưng mà bây giờ nghe được cái lời thầy rồi biết tu hành, vui, cái đó vui. À, cái người này đã từng như thế mà bây giờ họ quay là họ sống có hạnh phúc, có đạo đức, vui. Niềm vui tôi là bằng những cái mà thiên hạ sống có hạnh phúc và an lạc. Dường như cuộc đời chỉ trả cho hạnh phúc của tôi bằng những cái đó. Còn phần lớn nếu không khéo trên cuộc đời, nó là một cái gì rất là bạc bẽo. Nếu cộng trừ nhân chia, nó là một cái bạc bẽo. À, cho nên con người không khéo, chúng ta cảm thấy rằng không giữ được mình, chúng ta sẽ mất phương hướng trong nhiều thứ. À, nhất là khi có một chút danh phận đó là vậy. Cho nên tôi nhớ ngày xưa một cái vị sư của khất sĩ có tặng tôi một bài thơ mà tôi nhớ đến bây giờ. Lúc đó tôi khoảng 20 tuổi. Cái bài thơ tôi ghi ở trong một cái sổ tay của tôi mà tôi nhớ tới bây giờ. Mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tách bến dạng chờ mong, bâng khuâng tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp huy hoàng tự tại không. Câu này ngày xưa 20 tuổi tôi đã được nghe. Nhưng mà thở đó tôi là một thằng nhóc, không có một ý tưởng nào về chuyện này. Nghe cũng hay hay đó, nhưng mà hay để trong lòng vậy thôi. Nhưng mà rồi cái câu này sẽ có những lúc sai. Trong cuộc đời đi hoằng pháp lợi sinh, trong cuộc đời dấn thân làm đạo, có những lúc thành bại được mất. Nhưng mà trong những lúc đó, hỏi lại lòng mình, dặn lại lòng mình trong từng việc như vậy. Và tôi nghĩ chúng ta không dặn lòng mình, không hỏi lại mình, không khéo chúng ta cũng giống như một anh chàng hiệp sĩ mà tôi giảng các vị cái tháng vừa qua. Có nhớ không? Cái bài giảng, cái câu chuyện là cửa tùng đôi cánh gài, nhớ không? Không khéo chúng ta gần giống như anh đó. Chúng ta cứ làm thấy tưởng rằng mình làm việc tốt, nhưng mà đôi khi soi gương lại chính mình một thời gian quên bẵng đi, bây giờ soi lại thấy chính mình hiện hình một con quỷ chứ không phải là một con người. Cái bài giảng tôi giảng vừa rồi với các vị, ai trầm mình nghe được bài giảng đó vô cùng thấm thía với vấn đề suy tư của việc tu tập. Cho nên xin thưa với các vị, những cái điều này tôi nói ra để các vị thấy sao? Phật pháp nó là như thế, đóng góp nhiều để chúng ta được nhiều công đức hay là xứng đáng với một cuộc sống của mình, chứ không phải đóng góp và xây dựng nhiều để chúng ta tăng thêm bản ngã. Sự thật với các vị. Nhưng mà tôi nói chuyện với các vị, tôi nói chuyện rất thẳng thắn mạnh mẽ, cũng không phải là tôi kiêu ngạo. Nhưng mà tôi đã hiểu rồi, dây dưa với những chuyện xung quanh về mặt tình nghĩa, nó dây dưa nó làm mệt mỏi chứ không có được cái gì. Cho nên tôi muốn chuyện gì là dứt khoát chuyện đó, chuyện gì là dứt khoát chuyện đó. Tôi không muốn ai nhớ ơn tôi, và tôi cũng không muốn liên lụy tới chuyện gì. Cho nên bản thân chúng tôi đã từng đi qua những con đường như thế, đã từng mệt mỏi với nhiều thứ như vậy. Tôi trong một phạm vi nhỏ như thế này mà tôi còn thấy như thế, thì đừng nói những người danh tiếng lớn trên cuộc đời, không? Những người có danh phận địa vị lớn trên cuộc đời, tôi nghĩ chắc khổ đau gấp hàng trăm ngàn lần tôi nữa, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi chỉ đem một kinh nghiệm nhỏ của bản thân mình, tôi chỉ chia sẻ với các vị một góc độ nhỏ để các vị cảm thấy hiểu, thông cảm cho bản thân mình và người, đồng thời cũng tự tư duy lấy chính mình để kiềm chế lại những cái điều mà quá đáng khi mình đánh giá một vấn đề khách quan. Không khéo chúng ta đánh giá một vấn đề không trúng, chúng ta sẽ mang một hậu quả vô cùng lớn. Bởi lời của chúng ta nói ra thì chúng ta sẽ lãnh đủ tất cả những quả báo về điều đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên khi được mọi người hoan nghênh, khi được mọi người yêu mến, khi được mọi người quý trọng, cũng chẳng phải là điều dễ thở với chúng ta đâu. Người ta nói một câu là gì đó, được thiên hạ gì mến mộ chưa phải là điều dễ thở. Cái câu này đúng không?
ta bu quá ngợp thở dám coi chừng chết luôn trong đó nữa, phải không? Ta ví dụ rất là chết luôn đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà các vị biết rằng khi các vị bu, các vị bị dí, các vị có danh phận, các vị cảm thấy những cái thiện duyên nó đến, các vị nghĩ đó là thiện duyên sao? Khi mà chúng ta có danh phận địa vị mà những cái duyên lành nó đến, chúng ta phải xem chừng, nó là một tai họa đó. Cái duyên lành nhiều quá, nó sẽ có nhiều cái thứ ràng buộc ngấm ngầm, cái lợi cái hại nó ẩn tàng ở trong đó, các vị không có hiểu đâu. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, để tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện, để các vị cảm thấy rằng được nhiều người yêu mến chưa phải là điều dễ thở. Hình như là thỉnh thoảng tôi nhớ tôi có kể đâu đó về câu chuyện này. Tức là câu chuyện về ông Phật mũi đen, có nhớ không? Câu chuyện được nói như thế này. Nó có một vị sư cô nọ, cổ có được một cái tượng Phật bằng vàng y chừng bằng ngón tay như thế này, cho nên là cổ rất là quý và rất là yêu mến. Cổ đi đâu cũng muốn mang cái tượng Phật đó theo bên mình như một báu vật. Và vì vậy đi đâu cô cũng mang cái tượng Phật đó theo bên mình và cô rất quý trọng. Nhưng mà khi mà cô đến nơi nào đó, các vị biết rằng cái tượng Phật bằng vàng thì nó có bị lớn à, mà các tượng Phật bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng bự hay nhỏ? Lúc nào cũng to. Cho nên mà cổ có một cái thói quen là đêm nào cổ cũng phải xông trầm cho tượng Phật của mình. Và khi mà cổ đến chùa nào cổ cũng phải để cái tượng Phật cổ lên trên bàn Phật. Rồi lúc đó cổ xông trầm thì cổ thấy như thế này, cái ông Phật của cổ bị lớn vậy thì cái mũi bị lớn có một chút tí à. Cho nên khi xông trầm cổ thấy cái khói trầm nó bay đó, dường như bay mấy ông Phật khác không à, mà không bay nghe ông Phật của cổ. Cho nên cổ không có chịu, không có cam tâm. Cho nên khi mà lúc đó đó, cổ mới nghĩ mình làm cách gì để mình cho Đức Phật của mình được hưởng hết tất cả các mùi hương này rồi mới tới mấy ông Phật khác, chứ không có để cho các ông Phật khác mà ngửi hương như vậy. Thì lúc đó cổ nghĩ được cái cách là cổ làm một cái quặng, các vị biết không? Cổ quấn giấy, cổ làm một cái phiểu như thế này, cái cổ chụp ngay cái chỗ mà cổ xông trầm đó, cổ chừa một cái lỗ chút tí vậy nè, cái cổ kê cái lỗ mũi của ông Phật cổ á. Thì mỗi một lần xông trầm như vậy là cổ kê chỉ ngay lỗ mũi ổng thôi. Thì một thời gian chuyện gì xảy ra? Thời gian qua thì ông Phật nào mặt ta cũng trắng tươi, có mặt ông Phật cổ đen thùi. Xin thưa với các vị, cái câu đó người ta nói lên cái điều gì? Đó là ta nói khi được mọi người mến mộ chưa phải là điều dễ thở đó. Cho nên ai được mọi người yêu mến quý trọng nhiều quá thì mai này mỗi lần lâu lâu phải gờ lại cái mũi à, coi có dính cái gì lọ nhẹ vì đen gì chưa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái câu chuyện này nó cảnh báo cho chúng ta về cái hiểu biết của chúng ta về điều này à. Nên khi mà chúng ta nghe qua câu chuyện đó, chúng ta phải kiểm thảo lại mình, mà nhất là những người có danh phận trong cuộc đời thôi. Còn tất cả những cái người bình thường khác, tôi nghĩ các vị có một cuộc sống bình thường mà các vị không hay. Khi các vị là con người, các vị muốn ăn giờ nào ăn, các vị muốn ngủ giờ nào ngủ, các vị muốn đi đâu đó đi, các vị muốn làm gì làm, không ai soi mói, không ai thế này thế kia. Chúng ta ăn một bữa ăn, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng thấy nhẹ nhàng và dễ thở. Nhưng mà khi chúng ta được cái này cái kia thì chúng ta chẳng có thêm được một miếng nào về điều đó đâu. Đôi khi chúng ta rất khổ đau, rất lao tâm, rất là nhọc chí. Cho nên tôi chỉ muốn nói với các vị là khi chúng ta tu học, chúng ta phải xem nhẹ tất cả những cái danh cái lợi này một chút xíu. Tôi nhớ Phù Dung Quốc Sư, ngài có một cái câu như thế này. Ngài nói đó: ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Hai cái câu này là câu chữ Hán, để nói lên cái gì? Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa là nghe thinh thấy sắc, như là lấy bông mà trồng trên đá vậy đó. Thập thượng tài hoa là trên đá mà trồng bông. Bông có phát triển được không? Không. Cái ý của ngài nói là đối với ngài, thinh sắc trên cuộc đời này nó không có nhiễm tâm ngài, nó không có bu bám được con người ngài, nó cũng giống như là bông mà trồng trên đá vậy thôi, chứ không có ý nghĩa gì.
cho nên ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, tức là thấy lợi thấy danh như mà sỏi đá nó rớt vào vào trong con mắt của mình như vậy đó. Sỏi đá rớt vào mắt thì sao? Thì nó sốt. Cái ý nói là ngài thấy lợi thấy danh nó sốt con mắt của ngài như vậy đó, chứ không phải là chúng ta mà thấy tiền cái con mắt sáng rỡ như thế này đâu, phải không? Chúng ta mà thấy tiền thấy vàng thấy danh thấy lợi chúng ta sáng rỡ cái con mắt như thế này. Cái này nói chơi cho vui thôi chứ không phải xấu tốt gì. Các vị có coi cái clip mà đi tìm tài năng mà Việt Thi vừa rồi đó, các vị khi công bố cái đôi mà nam nữ mà đứa bé 11 tuổi với bé 6 tuổi gì đó, hai đứa đó nó đoạt giải, nó đứng đầu á, các vị thấy có con mắt của con bé như thế nào không? Coi như nó muốn đứng chồng luôn vậy đó. Thấy tội con nhỏ thiệt, tức là cái sự sung sướng mà nghe sướng lên mình là người đoạt giải đó ha, là nó kêu bằng nó mở hết quát của con mắt nó mà nó chân người như thế này vậy nè. Cái chuyện đó là tôi muốn nói là ở giữa cuộc đời nó là chuyện bình thường các vị. Khi mình được một cái gì đó mình mừng vui, cái chuyện đó không có xấu bao giờ. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị nhìn lại trong vấn đề tu tập ha. Các tổ tại sao mà kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, thấy lợi thấy danh như mà sỏi đá rớt vào trong con mắt? Bởi vì các ngài xem cái đó là cái gì rất là tầm thường, cái gì rất là bẩn, không có cái gì giá trị trong cuộc đời của ngài cả. Tu hành là muốn giải quyết sanh tử, muốn thoát khỏi đau khổ, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của nhiễm ô. Mà bây giờ tất cả những cái đó nó quay lại nó cột chói, nó ràng buộc, nó nhiễm ô chúng ta. Như vậy có phải là nghịch lý không? Cho dù cái danh của đạo cũng là một nghịch lý nha các vị. Cái danh thơm của đời các vị đem đi bỏ, nhưng mà các vị ôm lấy cái danh của đạo cũng là một cái danh để các vị vướng mắt mà thôi. Nên nhớ là như vậy đó. Tôi nhớ tôi giảng một vài bài, trong cái bài giảng tôi có cho thí dụ các vị đó, giữa mạc vàng với mạc kim cương, mạc vàng với mạc cát ha. Cái hạt cát rớt vào mắt sốt không hả? Khi sốt ta làm gì hả? Dụi dụi đang đuôi luôn hình sao? Chúng ta phải tìm cách, chúng ta khều, chúng ta móc nó ra. Cát mà rớt vô mắt mà cát gì mà dụi cái là nó lủng cái niêm mạc con mắt các vị luôn á. Cho nên nó sốn quá các vị phải tìm cách các vị khều nó ra. Nhưng mà lỡ mạc kim cương rớt vào mắt sốn không? Nhưng mà dám khều không? Đâu dám đâu. Cái mạc kim cương rớt vào mắt biết đau đó nhưng mà bụng lại rồi nè, có phải không? Bởi vì mạc kim cương nó quý. Ở đây cái câu thí dụ của các tổ hay lắm các vị. Cái mạc cát đó các tổ cho đó là danh lợi của thế gian. Con người khi đi tu rồi cái danh lợi thế gian, chúng ta xem cái việc của thế gian như cát sỏi, cho nên á nó giống như cát mà rớt vào mắt chúng ta lấy chúng ta bỏ, đó là chuyện bình thường. Rồi khi tu học cái danh lợi của trong chùa nó giống như mạc kim cương vậy đó, do nó quý cho nên chúng ta phải giữ lại. Mà chúng ta không biết rằng cái giá trị của cái này nó không phải là cát hay là kim cương, mà cái nào nó làm cho chúng ta sốn mắt thì chúng ta phải lấy ra. Cho dù mạc kim cương mà làm sốt mắt thì cũng phải lấy ra. Nhưng mà trái lại chúng ta lại rơi vào chuyện này Cái chấp danh phận địa vị ăn uống thế gian bỏ hết, tới chừng vô đây chấp danh phận địa vị ăn uống trong chùa, có phải không? Tới chừng ăn chay mà cũng đi giành lộn từng cái miếng nem hay miếng chả nữa Các vị có thấy gì vậy chưa? Đã ăn chay rồi, đã từ bỏ hết ăn mặn rồi, từ bỏ những cái đam mê rồi, bây giờ vô đây á dành nhau miếng chả và miếng tàu hũ chúng ta thấy không? Cái miếng tàu hũ đó tượng trưng cho mạc kim cương, mà chúng ta không biết rằng chúng ta dính mắc với cái đó. Cho nên nó quan trọng vô cùng. Cho nên tổ mới nói là thấy lợi thấy danh như cát sỏi mà nó rớt vào trong con mắt như vậy, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết là như vậy. Các vị thấy nó quan trọng như vậy. Cho nên các bậc mà danh nho ngày xưa của Trung Quốc,
Các vị biết những người này sống thanh liêm mà rất là hay, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị nào đọc trong Cổ Học Tinh Hoa hay là đọc trong một cái quyển gọi là Hư Hư Lục của cô Như Thủy, cô đã tóm tắt lại trong một cái câu chuyện gọi là cái câu chuyện giữa vua Nghiêu, Sào Phủ và Hứa Do. Hứa Do là một bậc ẩn dật hiền sĩ, danh tiếng của ông sống về danh thơm tiếng tốt đã thấu đến tai của vua Nghiêu. Vì vậy vua Nghiêu có ý định là muốn trao cái ngôi vị này cho Hứa Do, cho nên mời Hứa Do đến để trao. Sau khi mời Hứa Do đến, Hứa Do không đến, Hứa Do mới lui về ở chỗ khác và xách cái lỗ tai của mình đi xuống sông Vĩnh Thủy để rửa. Khi mà Hứa Do đang rửa cái lỗ tai của mình ở dưới dòng sông Vĩnh Thủy, thì lúc đó cũng có một bậc hiền sĩ ẩn dật, nó cái người đó tên là Sào Phủ. Ông đang dắt con trâu ra chuẩn bị cho uống nước ở dưới dòng sông Vĩnh Thủy. Ông thấy Hứa Do rửa tay, ông hỏi: "Này, vì sao mà ông đi rửa cái lỗ tai của ông vậy?" Thì lúc đó Hứa Do mới kể rằng: "Vua Nghiêu nghe tôi là một bậc ẩn dật như vậy, muốn truyền ngôi lại cho tôi. Tôi cảm thấy nó dơ cái lỗ tai tôi quá, cho nên tôi đi rửa." Cái lúc đó Sào Phủ thay vì cho trâu uống nước, nó mới kéo con trâu lên, dẫn lên trên dòng á. Hứa Do mới hỏi: "Sao ông dẫn trâu chỗ khác?" "Tôi sợ trâu tôi uống nước dưới dòng ông dơ cái miệng trâu tôi." Các vị thấy những cái người ngày xưa có cái dáng như lập dị, những hành động như lập dị, nhưng mà cái đó để cho người ta chứng minh cái gì? Những con người xem danh lợi nó nhẹ tợ lông hồng, nó không có quan trọng. Người ta nghe những cái đó người ta cảm thấy nó đau đầu, nó mệt mỏi đó. Cho nên ở đây khi tu học, chúng ta phải để ý lại từng phần trong cái việc này. Trong năm dục, Đức Phật có dạy cho chúng ta năm dục mà những cái gọi là phá hoại sự nghiệp và cuộc đời tu tập và dẫn cho chúng ta chìm đắm trong mê lầm nhất, đó là tài, cái gì nữa, sắc, cái gì nữa, danh, cái gì nữa, thực, thùy. Năm món này gọi là năm dục. Đức Phật quá tuyệt vời. Ngày xưa chúng ta nghe tài, nghe sắc thì chúng ta thấy cái này rất rõ. Con người đắm mê vào tiền tài, đắm mê vào sắc dục để bị lôi kéo vào sai lầm. Nhưng mà nghe tới cái danh chúng ta không hiểu cái nguy hiểm của nó. Bây giờ chúng ta lớn lên rồi, chúng ta có tầm nhìn xa, chúng ta trông rộng, chúng ta thấy cái chữ danh quan trọng không? Thấy chữ danh vô cùng quan trọng. Nó nhận chìm con người ta cũng vì vậy. Nó làm cho con người ta mất phước, mất đức cũng vì như vậy. Nó làm đoạn tình đoạn nghĩa cũng vì như vậy. Vì thủ đoạn hãm hại nhau cũng vì cái chữ danh này. Đó là cái nổi tiếng. Danh là để được khen tặng, những tiếng thơm để được nổi tiếng trong cuộc đời. Nó là như vậy thôi chứ đâu có gì nữa. Đó. Cho nên Đức Phật hay là các vị tổ bảo con người chúng ta hãy làm chủ với năm dục. Tôi không cho năm dục như một cái gì xấu xa đê tiện. Xin thưa với các vị như vậy, năm dục là một nhu cầu hết sức cần thiết của một chúng sinh, của một phàm phu, của một con người trên cuộc đời này. Ai cũng có tài, có sắc, có danh, có ăn ngon, có mặc đẹp, có ngủ kỹ. Cái này là nhu cầu của chúng ta. Nhưng đừng để bị năm thứ này lôi chúng ta vào trong những con đường sai lầm, tội lỗi. Làm sao miếng ăn chúng ta đừng tội lỗi, làm sao danh thơm chúng ta đừng tội lỗi, làm sao tiền tài mọi thứ của chúng ta đừng tội lỗi. Cái này các vị về nghe lại cái bài Biết Đủ Trong Đạo Phật ha. Cái bài mà Biết Đủ Trong Đạo Phật tôi đã phân tích cái này. Cho nên một thuật ngữ nữa trong nhà đạo thường dùng, đó là bát phong à. Bát phong là gì? Là tám gió, có phải không? Trong bát phong này, Đức Phật hay là chư tổ cũng khuyên chúng ta nên làm chủ để tu tập, để vững vàng với tám loại gió này. Gió gì? Tám gió gồm lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Hiểu gì không? Thầy nói thầy hiểu á. Có phải không? Trong tám gió, lợi, suy, quỷ, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Các vị nào đọc trong cái quyển Những Bước Thăng Trầm của Ngài Narada,
thì chúng ta sẽ có tám thuật ngữ chuyên môn này. Và cái quyển này chỉ nói về tám gió này mà thôi. Lợi suy thì nó giống như là được giả và mất, quỷ dự, quỷ và dự nó là tiếng khen và tiếng chê. Quỷ dự xưng cơ là gì? Là tán tụng và khiển trách. Và cuối cùng là khổ lạc, là hạnh phúc và khổ đau. Chúng ta được hiểu tám cái thứ này gọi là tám gió. Bài này tôi có giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng tập làm chủ gì? Tập làm chủ bát phong. Các vị về nghe lại bài này sẽ rõ. Như vậy được mất, khen chê, danh thơm và tiếng tốt, hay là khiển trách, hạnh phúc và khổ đau, tám cái này trong cuộc đời nó là tám cái cuồng gió mạnh. Chúng ta hay bị dao động bởi tám thứ này. Nhưng mà hôm nay đối với cái bài này, nó nằm ở trong cái phần quỷ dự và xưng cơ, tiếng khen và tiếng chê, sự xưng tán và khiển trách. Trong bốn cái này nó nằm hết trong cái bài giảng của tôi nói với các vị hôm nay. Cho nên khi mà chúng ta tu học, chúng ta phải để ý tới những cái điều này trong cuộc đời của chúng ta. Nhất là những người có tuổi tác, từng trải qua trong cuộc đời biết bao nhiêu thăng trầm. Mà tôi nghĩ ngài Narada lấy cái hiệu, cái tên của quyển sách phân tích về bát phong mà nói những bước thăng trầm, tôi thấy hoàn toàn là nhìn bằng trí tuệ. Tám cái này giống như là tám bước thăng trầm của chúng ta. Cuộc đời lên voi xuống chó, cuộc đời khen đó, chê đó, có đó, mất đó, được đó, tan đó, hạnh phúc đó, khổ đau đó. Có phải thăng trầm không? Nhìn về cái lý của nó mà ngài đặt những bước thăng trầm. Cho nên ở đây chúng ta là con người, chúng ta từng thăng trầm trong mấy cái thứ này mà. Chúng ta từng trồi lên sụt xuống, hạnh phúc khổ đau, thế này thế khác với những cái loại này. Cho nên mong rằng những người Phật tử của chúng ta khi tu tập thì chúng ta có hai việc để chúng ta cần phải suy nghĩ trong cái nội dung cái này. Nội dung thứ nhất, nếu trong cuộc đời chúng ta được đẹp đẽ, giàu sang, danh thơm, quý phái cái gì đó, thì chúng ta cũng phải nhìn lại chính bản thân chúng ta để hạn chế tối đa những cái phát tác phiền não, kiêu ngạo, phách lối, ngã mạn. Và bên cạnh đó cần phải biết rằng những cái khuyết điểm hố sâu để làm chúng ta mất phước tổn đức trong những cái vai trò này là một điều. Thứ hai, chúng ta không được nổi tiếng danh thơm tiếng tốt như thế, nhưng mà chúng ta có quyền sổ ra những lời dư luận búa rìu để bổ vào trong tất cả những cái điều mà chúng ta nghe như một sự thị phi bên ngoài. Thì cũng phải để ý rằng một khi chúng ta phát ra một lời đó, hoàn toàn là trách nhiệm từ nhân quả của chúng ta. Nếu chúng ta phát ra một lời mà chúng ta phát sai đi, thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hậu quả của những lời chúng ta. Và đôi khi những lời chúng ta nói thiếu cân nhắc, nó sẽ làm mất nhân cách trong con người của chúng ta. Tôi mong rằng qua những cái bài giảng này, nhất là bài giảng Cái giá của người nổi tiếng, để cho các vị thấy rất rõ là những cái gì. Đừng quá khát khao và tham vọng về những điều đó. Không có ăn được lộc thực điều gì trên cuộc đời khi chúng ta trở thành người nổi tiếng đâu. Cho nên nếu được thì như vậy, nếu được nổi tiếng, nếu được giàu có, được danh thơm tiếng tốt, thì hãy lấy những điều đó ra để đóng góp cho cuộc đời càng lớn hơn. Suy nghĩ cái này thì nó hay. Chớ để nghĩ là khi được như vậy tôi hưởng cái gì. Sự thật với các vị, những cái được và cái mất, dường như cái mất coi chừng nó lớn hơn cái được. Và phía sau của cái được, nó là một hố thẳm, nó là một bàn châu với cuộc đời của chúng ta đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên đỉnh cao của danh vọng là cái gì? Là cái tuột dốc bên kia. Cái đỉnh cao của ngọn núi là cái gì? Là cái sườn bên kia. Cái đỉnh cao của ngọn sóng là cái gì? Là cái sự tuột dốc đi xuống. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, tất cả những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta mong muốn bằng một cách tham vọng để có được, để chúng ta hưởng cái gì, hãy dừng lại trong suy tư này để nghĩ cho đúng đắn hơn. Nhưng mà nếu tôi khuyên các vị đúng nhất là khi các vị có được điều đó, các vị hãy nghĩ đến con đường làm lợi ích cho chúng sinh, cho cuộc đời.
Nếu chúng ta có được, tôi sẽ làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn. Nếu tôi có được điều đó, tôi sẽ làm cho mọi người bớt khổ hơn. Nếu suy nghĩ được điều này, chúng ta mới có thể bền vững để giữ gìn sự nghiệp và phát huy những đạo đức hay là phát huy những tiếng thơm của chúng ta. Còn bằng ngược lại, vì ích kỷ, vì mưu đồ, vì muốn lấn át, vì muốn chèn ép cái khác, cái này các vị tự hại chính mình mà thôi, chứ không bao giờ được cái gì. Dẫu có được, được trong đau khổ và không bao giờ lâu bền. Và một điều suy nghĩ, được mất trên cuộc đời này không có gì quan trọng. Nếu có hay là không, chúng ta cứ giữ bình tâm như thế. Trong cuộc đời này có một cuộc sống, có mặt chúng ta trên cuộc đời. Dầu hạnh phúc khổ đau được mất là hai mặt của đồng tiền, là quy luật của xã hội. Không vì những điều này mà làm chúng ta phải kiếp vía bận lòng. Hãy bình thản với mọi thứ. Tập được như vậy, tôi tin rằng các vị sẽ vượt qua mọi thử thách và khổ đau, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, bình an lâu dài. Chúc các vị lúc nào cũng được an vui hạnh phúc như đại hội. Thì chúng ta sẽ kết thúc khóa tu tại đây. Một khóa tu đến đây cũng là được viên mãn rồi. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã cùng tu và cùng hợp tác với ban tổ chức để đem đến một khóa tu thành công hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vào giờ này xem như tất cả chúng ta đã đi trọn vẹn được một ngày tu an lạc của chính bản thân mình. Sau thời pháp hội của đại đức trưởng ban tổ chức, xem như đã khép lại chương trình tu học của chúng ta ngày hôm nay. Vào giờ này cung tiễn đại đức trưởng ban tổ chức Hội Quy Phương Trượng, giờ đây chúng con xin được cung thỉnh đại đức trưởng ban tổ chức, cũng như kính mời pháp hội đồng khởi thân hồi hướng bế mạc cung tiễn đại đức trưởng ban tổ chức Hội Quy Phương Trượng. A Di Đà Phật. Nguyện đem ma công ma đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Biết rằng cuộc đời nhiều đau khổ, dòng đời là hư vô, tình đời đầy gian dối, sao ta mãi đam mê. Vẫn biết rằng cuộc đời là mộng ảo, danh lợi là sắc không, trần gian không tham hái, cực lạc chốn ta bà. Ai ơi, ai ơi, vì đam mê say đắm dục lạc trong thế gian, vì tâm luôn chấp ngã nên ta mãi trầm luôn. Không tham đắm ngũ dục nơi thế gian, tâm tha luôn tĩnh lặng, thế nhập vào cảnh không. Vẫn biết rằng cuộc đời là mộng huyễn, duyên hợp rồi lại tan, thế gian là cõi tạm, niết bàn về với ta.
biết rằng cuộc đời nhiều đau khổ, dòng đời là hư vô, tình đời đầy gian dối, sao ta mãi đam mê. Vẫn biết rằng cuộc đời là mộng ảo, danh lợi là sắc không, trần gian không tham hái, cực lạc chốn ta bà. Ai ơi, ai ơi, vì đam mê say đắm dục lạc trong thế gian, vì tâm luôn chấp ngã nên ta mãi trầm luôn. Tâm tha luôn tĩnh lặng, thế nhập vào tánh không. Vẫn biết rằng cuộc đời là mộng huyễn, duyên hợp rồi lại tan, thế gian là cõi tạm, niết bàn về với. Thế gian là cõi tạm, nhiệt bàn.